bạn, cuộc sống mệt mỏi với công việc hàng ngày đôi lúc khiến chúng ta cảm thấy xuống tinh thần và mệt mỏi. Những lúc như thế này thì đến spa để được trị liệu bằng các phương pháp massage hay là xông tinh dầu sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vâng, đúng như vậy ạ. Sau một thời gian làm việc mệt mỏi được đến các spa để được chăm sóc thì còn gì tuyệt vời hơn. Và đặc biệt là các spa sử dụng các loại thảo dược tốt cho sức khỏe, vừa chăm sóc sắc đẹp vừa chăm sóc sức khỏe của chúng ta nữa. Trong một sức khỏe cho ngày mới hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Thúy Vy và Kiều Anh tìm hiểu về công dụng của spa thảo dược quý vị nhé. Từ ngàn xưa, các loại hình chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe đã được áp dụng nhưng phần lớn chỉ phục vụ cho đối tượng vương giả quý tộc. Theo xu hướng phát triển hiện nay, spa đã không còn xa lạ đối với mọi người. Người ta đã quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp nhiều hơn. Vì thế, cụm từ spa đã trở nên quen thuộc. Đến với những trung tâm spa hiện nay, khách hàng hầu hết được chăm sóc bằng những liệu pháp tự nhiên. Những loại nguyên liệu từ thảo mộc như gừng, sả, đinh hương, bạc hà mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái, trút bỏ mọi căng thẳng và mệt mỏi. Thì như các bạn đã biết, việc massage thư giãn là mang đến rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, làm giảm căng thẳng, xua tan mệt mỏi và giúp lưu thông khí huyết cho cơ thể mình. Và hơn thế nữa, việc massage được kết hợp với thảo dược là dùng trong việc điều trị giảm đau nhức cho do các vết bầm tím gây ra, nhanh chóng phục hồi các cơ bắp căng cứng do làm việc quá sức hay mệt mỏi. Khi cuộc sống ngày càng tất bật, bộn bề lo toan, thì con người lại càng mong muốn hướng đến một cuộc sống bình yên, thư thái. Chính vì thế, ngày càng có nhiều người tìm đến những trung tâm spa để giúp giải tỏa cân bằng tinh thần, sức khỏe, cũng như làm đẹp cho bản thân mình. Được đắm mình trong không gian thư thái cùng những bản nhạc không lời êm dịu, kết hợp những bài massage cùng thảo dược, chính là điều bạn tìm thấy khi ghé chân đến những trung tâm spa như thế này. Mỗi lần sau khi làm việc mệt mỏi về thì mình thường đến spa ở Ke để thư giãn bằng cách làm massage. Sau khi massage ở spa về thì cảm giác của người rất là thoải mái, rất là thư giãn. Đặc biệt là massage với thảo dược thì thảo dược nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó không bị đau nhức ở trên người nữa. Tại vì làm việc về ngồi văn phòng thì rất là bị đau hai ba vai thì rất là nhiều. Nên khi đắp thảo dược thì giống như nó sẽ hút cái độc tố ở trong người ra, sẽ làm mình cảm thấy rất là thoải mái, không có bị stress nữa. Và sẽ rất là, cảm giác rất là thoải mái, rất là, nói chung là rất là thư giãn sau khi mình đi cái massage ở đây về. Dù spa đã ngày càng trở nên quen thuộc, thế nhưng theo các chuyên gia chia sẻ thì bạn cũng cần lưu ý một số điều khi đi spa. Không nên đến spa sau khi ăn no hoặc uống nhiều rượu bia hoặc trong khi đói. Bạn cần vệ sinh thân thể sạch sẽ trước khi xông hơi, và xông hơi xong thì không nên tắm lại ngay. Không nên xông hơi quá lâu, mỗi lần không quá 10 phút và tối đa là 3 lần một tuần. Vì massage xông hơi cần được thực hiện một cách chừng mực và cân nhắc theo từng thể trạng. Người từ 12 tuổi trở lên mới nên massage xông hơi. Người bị cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch, sốt cao, mắc bệnh ngoài da, phụ nữ đang kỳ nguyệt sang, có thai, trước khi massage xông hơi cần phải đến bác sĩ kiểm tra và tư vấn.